chào mừng tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình và các bạn đang có mặt ở tại Hà Nội để tham dự buổi offline của Futunet năm 2009 nhá. Cô này đến từ Nghệ An nhá. Bạn này đến từ Thanh Hóa, Ngọc Lan Thanh Hóa. Mình đến từ Thái Nguyên nhá. Bạn nào có nhu cầu tìm hiểu công nghệ 4.0 thì sau buổi off hôm nay sẽ inbox trực tiếp cho mình nhá. Chúc các bạn một mùa xuân, chuẩn bị đón một mùa xuân vui vẻ đầm ấm nhá.